Chào mừng các bạn đã đến với YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay thì sẽ là một video nó hơi khác một chút, mình sẽ không còn là một mình và bên cạnh mình sẽ có một bạn gọi khách mời đi, bạn Công Công. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây và bàn luận về một vấn đề, đấy là tại sao người dùng lại thích những chiếc iPhone cũ mà không phải là mua những chiếc máy tầm trung mới để có thể có những trải nghiệm như kiểu là màn hình xịn hơn hay là những trải nghiệm về camera kép các thứ. Điển hình như là những chiếc iPhone đã ra mắt cách đây khoảng tầm 3 4 năm rồi, như iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus và iPhone 7 Plus. Vậy thì tại sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong video này nhé. Và cảm ơn Di Động Xanh đã hỗ trợ cho mình sản phẩm iPhone 7 Plus cũng như 6S Plus để thực hiện video này. Cho anh hỏi Công một câu, đấy là theo Công thì tại sao người dùng lại có xu hướng mua những chiếc Apple iPhone cũ thay vì việc là mua những chiếc máy tầm trung mới đến từ Samsung, Xiaomi hay là Honor rồi Huawei các thứ. Theo Công nghĩ sao? Theo kinh nghiệm của một người dùng Android giống như Công ấy, thì Công thấy rằng cái vấn đề đầu tiên đó chính là liên quan đến giá thành. Như mọi người thấy, khi chúng ta mua một chiếc iPhone, có thể đắt thật đấy, nhưng khi các bạn bán đi thì số tiền các bạn bị lỗ là cực kỳ ít. Một chiếc Android mua cùng tầm đó khi các bạn bán đi, thậm chí theo máy chỉ còn 1/3 giá hay không được 1/3, nhưng chiếc iPhone các bạn bán đi lỗ rất là ít, nhiều khi lỗ chỉ khoảng tầm 30-40%, rất là ít các bạn. Và nói chung là nếu như mình là một nhà kinh tế học thì mình sẽ chọn iPhone để mình sau này bán đi nó đỡ lỗ. Cũng không nói đâu xa, nếu như các bạn nhìn vào những chiếc như kiểu Samsung Galaxy S5 chẳng hạn, nó thì được ra mắt cùng thời với chiếc iPhone 5S. iPhone 5S bây giờ ra ngoài đường thì nhìn vẫn nhiều nham nhảm ra, và cũng như là đến thời điểm này nó vẫn được lên đến tận iOS 12.2, 12.3 gần như là mới nhất rồi. Samsung Galaxy S5 chắc là bay màu từ lâu rồi. Hay là đến như những chiếc iPhone 6, 6 Plus mà ở thời hiện tại thì vẫn còn quá là nhiều. Trong khi đó thì Samsung Galaxy S6 cũng không thấy đâu nữa. Thì công nhận là cái vấn đề về kinh tế học đầu tiên như Công nói, thì theo mình thấy đây là một vấn đề nó rất là đúng, không hề sai một tí nào. Vậy theo Công còn vấn đề nào nữa không? Theo Công thì ngoài ra có lẽ là vấn đề liên quan tới hiệu năng đi. Vì như mọi người thấy đấy, hiệu năng trên những chiếc iPhone của chúng ta vẫn còn rất tốt so với giá sử dụng. Ví dụ chiếc iPhone 6S Plus chẳng hạn 4-5 tuổi, thế nhưng mà bây giờ mọi người vẫn chơi được game PUBG Mobile thì vẫn rất là ngon. Mặc dù không phải là cực kỳ ngon nhá, nó chỉ nằm ở mức là ngon trong tầm giá chiếc máy 4-5 tuổi thôi. Nhưng cái Android tầm đó ấy, thì khéo mình nghĩ bây giờ các bạn đều quẳng và sọt hết rồi. Chả có bạn nào dùng chiếc Android kiểu như vậy nữa. Không, Samsung Galaxy Note 5 giờ bắn PUBG Mobile vẫn bắn ở cấu hình thấp. Đó, Note 5. Trong khi đó 6S Plus là cấu hình HD và FPS cao nha mọi người. 6 Plus thì nó vẫn chơi được Medium. Đó. Nhưng mà đó thì các bạn người thấy rằng là hiệu năng của iPhone qua những cái vòng đời nó vẫn còn khá là ổn để cho các bạn cần chơi game. Chẳng nói đâu xa, iPhone 5S ở thời điểm này vẫn chiến ngon cái tựa game này Asphalt 9. Và chưa kể là iOS vẫn được cập nhật cho những cái máy như kiểu 6S Plus. Ngoài hai cái lý do đấy ra thì Công còn nghĩ ra là lý do nào nữa không? Ngoài hai cái lý do đấy thì Công còn nghĩ được một cái lý do nữa là Công không biết đâu, anh Ngọc nói tiếp đi anh Ngọc. Còn nếu là bản thân mình thì mình nghĩ sẽ còn hai lý do nữa liên quan đến khiến cho mọi người đều thích những mẫu iPhone, đặc biệt là iPhone cũ. Thứ nhất, về cái mức giá thành như Công đã chia sẻ, đấy là khi mà mua về thì lúc bán đi thì mức giá nó cũng sẽ không bị lỗ quá nhiều. Công nhận đấy là một điều rất là đúng. Nhưng mà một cái thứ hai nữa, đấy là giá thành của những chiếc iPhone cũ bây giờ thì nó cũng quá là tốt rồi. Ví dụ như iPhone 7 Plus đi, năm ngoái thì các bạn sẽ phải mua nó với mức giá khoảng tầm là 10 triệu. Nhưng tới năm nay thì bây giờ khoảng tầm 8 triệu các bạn cũng có thể mua rồi. Và 8 triệu bây giờ thì chiếc máy nào có thể vượt qua được hiệu năng của iPhone 7 Plus? Rõ ràng có thế, như kiểu là Pocophone F1 hay là Mi 8 thì hiệu năng nó cũng xem thật. Nhưng mà nếu như để mà gọi là có một cái sự ổn định trong quá trình chơi game cũng như là sử dụng hàng ngày, thì rõ ràng là iPhone vẫn sẽ lại mang lại chúng ta một cái hiệu năng tốt hơn trong cái phân khúc tầm giá mà nó đang có. Cái này thì Công hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc. Bởi vì bây giờ bất kỳ một ai hỏi Công là tầm giá 10 triệu mua điện thoại gì, Công đều hướng mọi người về mua iPhone 7 Plus hết. Thì đúng iPhone 7 Plus thì tầm từ 8 triệu trở lên. Thế nhưng mà bây giờ mọi người thì có ai hỏi 8 triệu mua máy gì đâu. Toàn 5 triệu mua máy gì, 10 triệu mua máy gì, hoặc không thì 3 triệu mua máy gì. Một cái vấn đề nữa đấy là liên quan đến việc nó có quả táo. Đấy đúng rồi, quả có quả táo cắn dở sang trọng. Mà các bạn biết rồi mà, ở Việt Nam thì đôi khi những cái điện thoại di động nó cũng trở thành một món trang sức. Và nó là một cái gì đó khiến cho người sử dụng có một cái vẻ nó sang trọng hơn. Và một cái điểm nữa, đấy là về cái chi phí khi mà chúng ta sửa chữa những chiếc Apple iPhone. So sánh nhẹ một chút, nếu như ở cái thời điểm mà chiếc S8 cộng ra mắt thì chúng ta khi đó có chiếc iPhone 7 và 7 Plus đúng không? Đúng rồi anh.
S9, S9 cộng thì mới có iPhone 8 Plus và iPhone 10, đúng không? À, mình không tính sai. À, nhưng mà nếu như bây giờ để mà một cái phép so sánh như thế này ạ, ví dụ một chiếc Samsung Galaxy S8 hoặc là S8 cộng mà bị vỡ màn hình đi, thì khi đó cái chi phí để chúng ta thay màn hình nó sẽ rơi khoảng tầm từ 4 triệu cho tới 4 triệu rưỡi. Nhưng mà một chiếc máy iPhone 7 Plus bây giờ vỡ màn hình, các bạn thay màn hình zin, thì cái giá thành để thay cái màn hình này nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm 2 triệu mà thôi. Nói chung là linh kiện của iPhone ấy, tại vì mọi người dùng quá nhiều thành ra linh kiện được nhập về rất nhiều. Các bạn có thể tìm được linh kiện kể cả iPhone 5, iPhone 5S bây giờ vẫn tìm được để thay thế và sửa chữa. Trong khi đó những chiếc máy mà cùng thời iPhone 5, 5S bây giờ các bạn muốn sửa chữa thì mình phải dùng từ là cực kỳ khó. Ngay cá nhân mình thôi, khi mình dùng một chiếc máy Note 9 là mình còn đang sợ rằng là một khi nó hỏng hóc mình không muốn sửa chữa nó, bởi vì là cái việc sửa chữa nó không hề đơn giản một chút nào cả. Thôi yên tâm đi, máy chú Note 9 chính hãng này là có hãng lo rồi. Còn với như chỉ lo là lo cho những anh em sử dụng những chiếc máy xách tay thôi. Những chiếc máy xách tay ví dụ như là đời lâu lâu tí kiểu S6 bây giờ mà bị hỏng camera hay hỏng màn hình thì việc để tìm kiếm linh kiện nó khá là khó. Nhưng mà cùng thời với chiếc S6 đấy, nó là 6S và 6S Plus thì nó lại đẩy nham nhảm cái linh kiện ra. Rồi video này thì Công sẽ chốt giúp anh Ngọc nha. Vậy khi các bạn mua một chiếc iPhone cũ này thì các bạn sẽ có được những cái gì? Đầu tiên các bạn có một cái thương hiệu tốt đã, một sự tối ưu tốt đến từ Apple. Thứ hai các bạn có vấn đề về giá cả, nó giống kiểu như là mua xe SH ấy, các bạn mua iPhone cũng như vậy, sau này bán đi bị lỗ rất là ít. Và cái điều thứ ba đó chính là về vòng đời của chiếc điện thoại này, nó cũng rất là dài, cái chiếc máy 4 năm, 5 năm tuổi bây giờ vẫn dùng tốt. Cuối cùng là về phần thay thế linh kiện cũng rất là đơn giản, chẳng may bạn có làm hỏng thì bạn dễ dàng tìm kiếm linh kiện thay thế. Thế nhưng cái này các bạn cần lưu ý là hãy tìm kiếm linh kiện tốt cho bản thân mình để chiếc máy của bạn cũng tốt nha. Rồi video của mình thì có lẽ tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy thích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Và các bạn có thích những dạng video kiểu này hay không? Không lắm. Hãy để lại cái suy nghĩ của bạn ở phía bên dưới, bọn mình sẽ có nhiều series hơn về việc là hỏi đáp cũng như talk show như thế này. Và cũng như là nếu như bạn muốn có một số hỏi đáp thì bọn mình cũng sẽ sẵn sàng một tuần một số để có thể giải đáp tất cả các câu hỏi trên trời dưới bể của bạn liên quan đến lĩnh vực smartphone và công nghệ. Rồi, bây giờ thì đừng quên để lại một subscribe để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.